Hôm nay thì Nguyễn sẽ xào thịt dục sáng là thịt ở trên lớp sườn non bà con. Nó hai lớp đó, một lớp mà mỡ, một lớp nạc, một lớp mỡ. Đó, thịt này nó xào rất là mềm và ngon. Xào nó mau mềm mau chín lắm, không phải là mình không cần mình đổ nước lâu để mình kho cho nó mềm đâu. Hôm nay thì Nguyễn sẽ làm món mới. Đây là món sá bách lụ, tiếng Hoa kêu sá bách lụ nhưng mà tiếng Việt kêu là cái, à nhớ rồi, là cái củ su hào cả nhà. Người ta sắt gan, người ta làm dưa vậy đó, giống như làm dưa vậy đó. Nhưng mà ta bỏ gia vị vô sẵn trong một cái gói mà nó tiện lợi mà để cho mình ăn lắm. Nhưng mấy người mà người Tiều người ta thích ăn cháo trắng á cả nhà, người ta xé ra cái người ta chế vô bỏ vô cháo ăn thôi. Nó ta làm chín rồi có gia vị vô này kia, xào dầu đồ sa tế rồi vậy đó. Vô là xé ra ăn thôi, còn mình muốn ăn thịt thì mình bỏ thêm vô, xào thịt xong rồi mình bỏ cái gói này vô thôi. Nó rất là dễ làm. Rồi thì Nguyễn xào thịt cho nó săn cho nó tới á, xong thì Nguyễn mới bỏ cái gói đó vô. Thì Nguyễn bỏ dầu hào cho chút bột ngọt, chút xíu đường. Tại vì cái gói đó có đủ gia vị cả nhà nên là không có bỏ nhiều, vừa ăn thôi. Nếu mà ai ăn lạc nữa thì không cần bỏ cũng được luôn á. Tại này thì Nguyễn bỏ chút dầu hào vô cho cái thịt mình nó mềm á. Rồi cái gói này nó cũng rẻ tiền cả nhà, mức 5-7 ngàn gì á. Thì Nguyễn mua chung rồi tính tiền không có hỏi giá quên rồi, nhưng mà nó không có mắc đó, nó có ít như vậy đó. Cái mình xé mình bỏ vô thôi. Thì Nguyễn xào 6-7 gói gì nè, dễ ăn cơm lắm cả nhà. Có ai làm biến làm đồ ăn làm vậy tiện lắm. Nhưng mà ăn ngon nha, hôm nào cả nhà mình thử đi, dễ ăn lắm, không có khó ăn đâu. Tại hôm nay nhà gấp lại ăn cơm đông á cả nhà, nên thì Nguyễn làm nhiều, chứ bình thường mình làm khoảng 2 gói gia đình mình ăn đủ rồi. Nên đông người ăn nên thì Nguyễn làm nhiều nè. Rồi xào lại nó sánh lại cả nhà, nó thấm rồi. Món này làm rất là nhanh cả nhà, mình không có thời gian làm món đơn giản ăn cơm thôi, rất là nhanh xong rồi. Rồi cho chút xíu tiêu vô nữa rồi sau tắt lửa. Rồi thì Nguyễn cảm ơn bà con nha đã xem hết video của thì Nguyễn nha. Bye bye bà con và hẹn gặp lại.